À, bác um, sẵn đây bác giải thích dùng cho con ba chữ nghiệp thị phi là như thế nào hả bác chữ thị thị phi là lời nói không có thật nói tráo trở rồi là thị, thị phi thị phi nó mới tạo ra cái nghiệp này mà cái nghiệp này trong tạo phật nó gọi là khẩu nghiệp đó do cái nghiệp cái nghiệp nói ra mà nó tạo ra cái khẩu nghiệp mà cái khẩu nghiệp nó sẽ đi luân hồi theo cái quy luật của nó thị phi là nói lời nó thiêu dệt nó chê người này chê người kia kể cả cái chửi cũng là thi phi chửi người ta cũng là thi phi đó. không? mà vì cái cái nghiệp cái nghiệp cái thi phi này mà nó tạo ra cái nghiệp đó mình phải hiểu nhưng mà rồi đây cái cái nghiệp này nó nó đã nặng đủ sức thì nó mới nó mới có ra cái quả cái quả nghiệp của nó rồi ra cái nhân quả nó đủ sức nặng ví dụ mà cái, cái cành cây đó năm kg nó mới nó mới gãi nha mà nó đeo mới hai chục kg chứ chưa gãi đâu đợi đi đeo lên năm kg nó tự động nó gãi cái, cái lúc nó lúc nhân quả nó phải vậy bởi vì tại sao người ta làm phước người ta, người ta, người ta, người ta sống thọ mà ác Thì là sao ác nó có hai cái dọn ác ác một cái là nó chết yếu, còn hai là nó không chịu chết á nó, 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 nó dây dưa hoài nó không chịu chết á nó cũng chết gọi là chết, gọi là chết thực vật á phải hiểu cái này nè là do cái nghiệp khẩu mình á biết thì nói không biết thì đừng có nói nghe không ví dụ dạng đạo phật thì à, đạo phật thì đạo phật hay dạy gì mấy pháp môn thì nói cho rõ ràng đưa cái giáo lý ra giảng thì nó nó không có cái nghiệp còn tu mà không có giáo lý mà nói là để cho cái nghiệp cái khẩu nghiệp người đó ra nó kẹt ở chỗ đó, đó. Rồi con hỏi tiếp đi